Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi can dùng súng cướp tiền tại một phòng giao dịch ngân hàng ở gần cổng khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 9, một nam thanh niên mang quần áo đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xông vào phòng giao dịch Tam Phước, chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, đối tượng dùng súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên có mặt tại hiện trường và xông vào quầy lấy một số cặp tiền. Sau khi cướp tiền xong, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Theo thông tin bước đầu, đối tượng đã cướp đi số tiền khoảng 600 triệu. Công an thành phố Biên Hòa hiện đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp này.